Rất vui mừng được gặp lại quý anh chị trong video tiếp theo của Hoài Thương Bất Động Sản ạ. Thì hôm nay thì em đang có mặt tại mặt tiền đường Nguyễn An Ninh thuộc phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất mặt tiền tặng nhà cấp 4 anh chị. Lô đất này thì nằm trên mặt tiền đường Nguyễn An Ninh luôn ạ. Lô đất này hiện tại thì đã có căn nhà cấp 4 anh chị, bán đất tặng nhà. Với tổng diện tích là 163,8 m² và có thổ cư là 100 m. Đó là phía mặt bên này anh chị, đó là lô đất mà em giới thiệu tới quý anh chị ạ. Lô đất này thì bán đất tặng nhà cấp 4 anh chị, hiện tại thì nhà cấp 4 đang cho thuê anh chị. Tổng diện tích của căn nhà cấp 4 này là 163,8 m² và có thổ cư là 100 m và có bề ngang là 4,5 m và chiều sâu là 32 m ạ. Hướng đầu này thì mình di chuyển về trung tâm hành chính Di An, chợ Di An cũng khá là gần anh chị. Ở đây thì sát bên thì có trường tiểu học Di An. Còn hướng đầu này thì mình di chuyển ra ngã ba Cây Đẹp cũng chỉ tầm hơn 100 m thôi. Chỗ ngã ba Cây Đẹp ở đó là đường DT743B là đường Lê Hồng Phong. Mặt tiền đường này thì buôn bán kinh doanh rất là sầm uất anh chị. Hiện tại mức giá cho căn nhà cấp 4 này đó là 8,8 tỷ và có thương lượng chính chủ ạ. Có hỗ trợ ngân hàng từ 70 đến 80%. Quý anh chị quan tâm thì liên hệ cho em để em tư vấn chi tiết hơn ạ.